Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, bị truy nã về tội giết người từ tháng 5 năm 2022, kẻ sát nhân mang tên Nguyễn Hồng Sơn, trú ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đã bỏ trốn vào rừng sâu, mua sắm vũ khí, lập bán và trở thành ông trùm buôn hàng cấm. Mới đây, Sơn đã chính thức sa lưới pháp luật. Hành trình truy bắt gã sát nhân tàn ác này của lực lượng chức năng diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 29 tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được Nguyễn Hồng Sơn, 41 tuổi, trú ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, cách đây gần 2 năm, ngày 15 tháng 5 năm 2022, tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, vườn quốc gia Vũ Quang thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là một người đàn ông tên H, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Vũ Quang. Hung thủ đã ra tay sát hại là Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. Lợi dụng đêm tối, ngay sau khi sát hại nạn nhân, Sơn đã nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu. Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Công an huyện Vũ Quang đã phát lệnh truy nã tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hồng Sơn về tội giết người. Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần huy động tối đa lực lượng tập trung bắt giữ nhưng chưa thành công do đối tượng thường xuyên di chuyển, cài chất nổ xung quanh khu vực và sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Sơn sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước Lào, nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề đi rừng cũng chưa bao giờ đặt chân tới. Nghi vấn, Nguyễn Hồng Sơn có cấu kết với nhóm đối tượng người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển hàng cấm từ Lào cất giấu ở rừng để đưa về Việt Nam, sau đó mang đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Số đối tượng này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập ban chuyên án, thường xuyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vũ Quang và các lực lượng có liên quan khẩn trương tập trung xác minh, xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, chính xác với mục tiêu phải sớm bắt giữ bằng được đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, đảm bảo an toàn cho người dân sống bằng nghề đi rừng, cán bộ quản lý bảo vệ rừng và người dân sống quanh khu vực. Đầu tháng 1 năm 2024, nhận được tin báo Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang. Ban chuyên án xác định đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng là người địa phương, có gần 20 năm kinh nghiệm đi rừng nên rất thông thạo địa bàn và đặc biệt là đối tượng có trang bị vũ khí, thường xuyên mang theo bên người nên việc bắt giữ đối tượng rất nguy hiểm. Do vậy, các lực lượng tinh nhuệ nhất đã được tung ra. Ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng, chính xác và dự báo được các tình huống có thể phát sinh để chủ động triển khai các phương án bắt giữ, đồng thời trang bị đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, đảm bảo việc tổ chức bắt giữ đối tượng thành công và an toàn. Khi thời cơ đã chín muồi, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Vũ Quang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đồn biên phòng 567 bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn khi y đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc tiểu khu 182, vườn quốc gia Vũ Quang, thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 25.600 viên hồng phiến, 175 g heroin, 6 g methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá, một túi ni lông chứa ma túy dạng đá, một túi ni lông chứa thuốc phiện, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 điện thoại di động cùng nhiều vũ khí nguy hiểm và các vật dụng khác có liên quan. Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hơn 600 ngày đêm truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho thấy sự kiên trì, bền bỉ của lực lượng phá án đưa kẻ gây án ra nghiêm trị trước pháp luật, đặc biệt là chặt đứt vòi bạch tuộc xuyên rừng buôn bán ma túy, giữ bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, theo lực lượng chức năng,
Tội phạm bị truy nã hiện nay phần lớn là những kẻ dính dáng đến án buôn bán ma túy. Những tội phạm ma túy trốn nã thường rất liều lĩnh, manh động và có thủ đoạn tinh vi, cáo giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Không chỉ lẩn trốn trong rừng sâu, chúng còn thay đổi danh tính nhằm tạo vỏ bọc an toàn để lẩn trốn. Tuy nhiên, dù có cáo giả đến đâu thì với sự kiên quyết truy quét của lực lượng chức năng, những vỏ bọc cũng dần bị tháo dỡ và kẻ thù ác vẫn phải sa lưới. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1976, trú tại bản Cò Tràm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nay là bản Cò Tràm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Khi y đang lẩn trốn tại khu vực thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sau 17 năm bỏ trốn. Theo cơ quan công an, Thìn là đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử và bị kết án 16 năm tù giam. Tuy nhiên, Thìn đã bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại. Căn cứ vào công văn đề nghị của Tòa án, Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là đối tượng nguy hiểm và đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Thìn đã đổi tên thành Thùy, sinh năm 1978 để trốn tội và qua mắt lực lượng chức năng. Khi nắm bắt được thông tin và để bắt giữ đối tượng Thìn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh cử cán bộ của đơn vị xuất phát vào tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thìn tại khu vực phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng sau đó đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình. Trước đó, cũng tại tỉnh Hòa Bình, vào cuối tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thảo A Lệnh, sinh năm 1965, trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, sinh sống tại bản Hua Nong, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, ngày 20 tháng 9 năm 1999, tại nhà ở của Thảo A Lệnh ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Lệnh đã cùng Thảo A Sô là chú ruột của Lệnh mua 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 0,68 kg với giá 6.000 đô la Mỹ của hai thanh niên không quen biết mang quốc tịch Lào. Ngày 21 tháng 9 năm 1999, Lệnh cùng Sô mang 2 bánh heroin đến nhà Thảo A Lang, hay còn gọi là Thảo A Lan, tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nay là xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để bán. Ngày 22 tháng 9 năm 1999, Thảo A Sô cùng Thảo A Lang đã mang một bánh heroin đến khu vực bản Cang, xã Pà Cò, huyện Mai Châu để bán kiếm lời, thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật. Tiến hành khám xét tại nhà Thảo A Lang, lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin có trọng lượng 0,33 kg và 0,12 kg thuốc phiện của Thảo A Lang. Biết việc mua bán trái phép chất ma túy của mình bị lực lượng chức năng phát hiện, Thảo A Lệnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thảo A Lệnh để điều tra xử lý sau. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào năm 2000, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Thảo A Sô mức án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau quá trình lẩn trốn, ngày 28 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình bắt được Thảo A Lệnh. Ban đầu, Thảo A Lệnh đã khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với Thảo A Sô vào năm 1999. Khi Sô bị bắt, Lệnh bỏ trốn vào rừng. Sau khi phục hồi điều tra, Thảo A Lệnh đã thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với Thảo A Sô. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai, biên bản nhận dạng của các nhân chứng, các cơ quan tố tụng đã đủ cơ sở để kết luận về hành vi phạm tội của bị can Thảo A Lệnh cùng đồng phạm về hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 0,68 kg. Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Thảo A Lệnh mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo để cùng cập nhật những tin tức hot nhất trong ngày.